tắm là lột đồ từ trong nhà, lột đồ đi bộ về nhà tắm. Đúng Ở trạm chuồng đó đi bộ về nhà tắm, rồi đầu cái đi đi bộ vô rồi. Nhà tắm ở nhà tắm ở đâu nữa đó, giống như mình mà sao sửa mà rồi tôi sao sao biết vui đó, lại đâu mình ghét mà nghèo còn nhà không ở sao đâu có sửa gì đâu, ở sao biết đó cái ông không lột đồ chỗ phòng của Phước đó, lão đầu đi thẳng xuống nhà tắm luôn, còn sửa của chỗ nào sửa trước không ạ. Một cái nhũ phòng anh nhìn ổng coi ổng hết bệnh chưa, ổng còn suôn sẻ gì không, nói cho ổng nghe đi ổng sửa, bây giờ ổng phải làm sao mới hết bệnh hả, anh nhìn coi ổng coi bây giờ làm sao mới hết bệnh. Ổng bệnh căn bệnh quả giống nhau vậy đó. Giờ nhìn coi bạn bè cứu nhau đi, giờ ổng làm sao nè, bây giờ làm sao để cho ổng không hết bệnh vậy, trong đó nói chuyện nha, tôi cùng phùng mỏng nó ngưng nước gì cũng tôi cái gì á, bữa nay còn nhiều luôn, nãy giờ trên nhà rồi về xuống thầy cũng kỳ vậy, nhìn ông coi có gì nói không, hỏi thăm cũng coi bánh gà có làm ăn được không, không biết luôn à, bánh gà thì cũng trên đắt không, đắt lắm hả, ông có nhiều tiền không? Võ luôn rồi tiền miệng là tiền là tiền nước ngoài phải không, à, không không à, quay clip cho bà chị chứ tôi cũng không thì đó đang quay đó là ổng là người ta mới rửa tiền ổng võ luôn hả, vì mà ổng giấu giùm mượn nó đi thành hai mượn đi mượn nó không cho anh hai với thầy thận nó giống bạch nhau tiền vô chứ không có tiền ra, bây giờ mà mượn anh hai với thầy thận rồi bể nợ là mượn hai ông là không có cắt thân ra chú ý rồi phe ta không nè nè đậu lâu nào cũng ngay chạm cũng mừng cũng ghê cũng đủ đông không xuống đây rồi ổng đâu có cần gì đâu, hỏi ổng mà hồi nãy đi trên đường hỏi anh ăn gì không em mua ổng nói không rồi à, chú Tròn nói tính thanh chứ gì mình bình thường mới dặn với chú Tròn. Dạ nó nói là không có gì á, nó cũng anh em nhưng mà ngày nào không phải gì thật nó mà mắc tình nghĩa không phải nhận chú lo nó Tròn Tròn bình bệnh ngoài nó đi Tròn thì tôi cũng ngán lo mấy cái đó không Tròn mà anh chứ cái đó mình thấy đơn giản nói gì tiếng luôn chứ mồm không mà lo không tròn là mệt nhà mệt nghỉ luôn đó. À, để tôi hỏi một chút cho tôi hỏi bây giờ thất nghiệp mà bữa nay không có đi cụm nè rồi rồi có ai mà ở cụm nữa không hả, rồi đi sắp tới có ai mà ở cụm nữa không, không có sao kỳ vậy, tôi thấy ông đi cụm đều đều mà không có gì hết, ông ngọn nó dốc nữa không 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 nói được, không có thuốc không nói đâu, thầy bà coi là không có thuốc không nói đâu. Gì sao sao đây bé có tài học nó không chú nước nói không có ai cho tiền không nữa không có cho nữa hả, gỡ đi tục kinh được không, không có ổng đi tục kinh đắt không, nói lớn lớn lên người ta không cho nữa hả, gì kỳ vậy nhớ là ai đó má nào má rồi mình chẳng chắc
chở ông thầy đi Vĩnh Châu đi chơi mà mướt. Chở nè. Ông đòi lên nhà ông chơi đó. Nhớ để mình chết ra. Ông Toàn đi chẳng thăm má mình rồi ông nội mình ông nói chở đi. Để bữa nào cũng rảnh mới chở được. Bây giờ làm gì mà không rảnh. Mắc chở là ổng sao chở không được. Chở nên chở mỗi ngày rồi. Thì bởi vậy bữa nào đi tôi chở ông đi. Hiểu. Thì nhớ chẳng nhớ. Chết vỗ ông nói gì đó anh Toàn. Ừ, nó thánh hả? Ừ. Thảo biết nào mỗi đêm ngủ thâu chứ. Giờ cái đứa mình có chưa? Chưa, trước về cũng là. Tôi nói thì chết thương gì cũng nói nha. Con gọi thì cũng nói. Cái gì thì nghĩa mà mặt mắt là cũng tôi biết tình nghĩa. Thì vẫn còn ngày nào tôi đã nói là dạ nói thôi. Nhà thì về thôi cũng gì. Những ngày đầu chỉ tôi nói tôi nói tôi cũng tôi ghét vô còn nó còn giận mình. Tôi không giận đâu ông nội ơi. Có gì đâu mà giận hầu. Thiệt. Nghĩa cho anh chánh quá. Con hai mướn giận không giận thôi. Có giận thầy không vậy? Ra không? Bọn thầy không à? Ồ, dễ thương. Nhìn chứ không có quậy hoàng. Ờ, chị cái đường đó thì mà chị nói là người mà đây nè, trong tôi đặt chữ quà, đúng không? Nó tôi bữa đó nó có gì đó. Mà thấy ông nói chuyện gì thấy cơ trong điện thoại là pha pha và tiền luôn. Ừ, mà xuống đây cái gì? Ờ, xuống đây không nói chuyện. Thầy à, hỏi nghe nè, giờ hỏi, có ghét giờ gì không? Xuống đây nãy giờ thấy trả lời tôi mình chết hoa hết trơn. Hả? Đó, ông hỏi kìa. Dạ. Con con nhà quấn nghèo nó con nghèo vụ nghèo giàu gì đó con nói gì thầy tự tự lao rồi nó vụ nghèo giàu gì thầy đâu có nói con gì thầy đâu có so sánh nghèo nghèo gì đâu thầy nói là ông tới chơi gì đó thầy mừng mà thầy muốn hỏi chuyện sao không trả lời gì hết. Bây giờ nè em gỡ anh cho anh cho ông giữ anh 2 ngày anh chịu không? À, anh ở đây 2 ngày anh chịu không? Không mà. Không mà. Phải về phải không? Sao kỳ vậy? Anh không chịu đi anh không chịu ở nhà anh ta phải không? Ờ, hai mướt là chỉ ở nhà hai mướt thôi. Phải không? Không nghe không ai gửi tiền mà không nghe cũng còn mình có chị Thiết Cương cũng có tiền không ơi hằng ngày đó với anh Long với anh Long bữa anh tôi quên hỏi anh mà bà ngoại mình chung gia sao rồi có khỏe lắm có khỏe không có gì cái buồn nhà ông để ra đợi đợi gì đó cái tay cho tiền ngoại tôi đứng nó coi nó thấy không. Cái anh giấu tên bên Mỹ anh cho tiền anh mướn cái phơi rồi cái gì điện thoại thấy gì cho tiền phơi là điều đưa 100 là hết 100 đưa 50 là hết 50 cũng có phơi không không có làm gì chơi cũng phơi không muốn hết đi này tôi đi kia gì đó chị nói hả nãy giờ không thấy dây tàu muốn gì cho mày đi kia đi kia đường đi hả. Ở đây mà bà mê nó chút lòng cũng mình cũng buồn. Thì ông về nhà ông phải ngủ thì có bà chị cũng đỡ buồn. Chứ ngủ là mình nói ông nè khổ quá khuya 3 giờ 4 giờ phải đi nhớ ở nhà mình luôn đi rõ mở rồi mở mình khổ khuya nhớ tại ông sao đó chứ con có nhà là con ở riêng mình chứ ai đâu mà đi ra mình trước nữa bên mình sợ. Sao đâu.
Thì bây giờ ông nói gì đây, cháu này mình ngủ mà này, thử bữa. Ông bà của mình không dai, ông thấy không? Kiến ông pháp nhan đàng hoàng, đâu có ai phá không đâu. Thấy gì chồng, cái cháu này mình ở ngoài này mình chiều đó có bước lên không? Cười kìa. Ông nhìn ông thầy á, ông ở trong nhà này được không? Ông ở trong nhà này được không? Nhà này cắt cho ông đó. Ông nhìn cái nhà này ông thầy ông ở đây bền không? Cái nhà này hồi đó em cắt cho ông đó. Cái nhà này không phải của ông đâu, qua ông đó mình sống. Tốt lắm, tiếng như cứ vợ nhà không phải của ông. Của ai hả? Cái nhà này á, của bác ai? Hồi đó còn sống đó, khi nó đi cứ vợ. Chứ không phải của nó. Dạ. Yeah. À. Bà thầy của mấy? Từ thứ hai. Thứ hai. Bà. Thì ổng biết đó. Ông nói nhà là của ông hai cho ổng ở, chứ phải là ổng. Vậy là ổng đồn cho ông có nhà này làm ở đó. Hồi đó kêu đi cưới vợ của chú cứ. Có ổng có kêu cưới vợ không? Có. Bây giờ chịu nói rồi đó. Bây giờ chị nói đó, cái nhà này của bác hai chứ không phải của ông. Ông là giống như là chỉ là bác hai hộ độ cho có cái nhà này để ở thôi đó. Thầy thấy ông nói vậy đó. Mà kêu cái vợ không đi cưới đó chứ. Lâu rồi cái thời gian nó không nhiều cái ông nói thì nó nhiều thằng. Rồi giờ ông nhìn ông rồi sắp tới có bệnh hoạn gì không? Hay là có gì không? Nói ông nghe coi đã biết. Không biết thôi. Rồi cái miếng đất ở đây nè tốt không? Miếng đất mình ở trong nhà này nè tốt không? Hai gì? Hai ông hả? Hai công. Hai công. Hai ông có hai công. Nhà ông nó dốc kìa. Hai công mà ông nó dốc. Ông tốt không? Thầy này ông tốt không? Tánh tình ông tốt không? Tốt lắm nè. Tốt hơn hai mướt không? Hơn hai mướt luôn. Rồi rồi tôi nè tốt hả sao? Tốt luôn. Rồi hai người này ông thương người nào nhiều? Hai người nhiều luôn. Trong một lượt. Trong một lượt hai người luôn. Vậy là ông mến thì thận ông mới xuống đây uống phê phải không? Chứ bình thường kêu ông là không đi đúng không? Đó thấy chưa, người ta mến ông ta mới làm nhà ông đó, chứ phải đi xong người ta lại đâu. Nó biết nhà này cũng có hai á, cho ông mượn ở chứ không phải còn. Cái mã của ba ông thầy này gần đây không? Cái mã của ba ông thầy ở gần đây không? Ờ, ông hai ông nằm gần đây không? Giống như ông chết rồi nhưng mà cái mã ông gần đây không? Ờ, ông hai á. Ông giàu lắm hả? Ừ, vậy dạ. Là hồi đó là ông giàu dữ lắm phải không? Ừ, ông giàu dữ lắm, dễ gì có tiền trả ổng đủ. Ờ. Có đứa nhiều khi lại ờ. Ờ. Là hồi đó là mượn tiền ổng không hả? Ừ. Đó, hồi đó ba ông giàu không? Ừ. Giàu. Ông nói biết hay. Ông nói ba ông hồi đó giàu lắm, ai mà giàu bằng ổng. Vậy là cái nhà này ổng mậu đột cho ông, thì ổng giấy không có nhiều nhiều vô. Là ổng mậu đột cho ông có cái nhà để ở đó, thấy chưa, ổng thương ổng ghê không? Ổng buồn anh cái là kêu cái vợ ổng chú tướng đó. Không, chuyện đó. Thì đó, là ổng nhắc nè. Ổng hồi đó kêu cái vợ ổng tướng đó, rồi bây giờ ổng cho ổng mượn nhà ở đó. Thấy chưa? Thấy hai bước ghê chưa? Không phải thấy gì mà gì đâu, đừng mở đâu. Không, 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 chở chú chơi đi thằng. Ông chở bà má cũng chơi. Đây, bà Năm nè, ba đời mới chưa đi nữa, bà đó chưa đi. Ngủ ở nhà chơi con bọn xuống. Bà, bữa nào đi vẫn chơi. Ừ, bữa nào tôi rảnh, chở bà chơi. Rồi nó nghe nè, rồi đúng ăn cả này nó đâu. Cái này anh bán phòng hả?
chứ nằm giờ chết được chắc chưa. Chứ nằm nó bán phòng hả? Bán đắt không? Giờ cũng được. Rồi mà còn người nữa, còn anh em không chứ ngủ cướp. Còn ngủ cướp cái này làm cái gì? Cũng bán phòng. Còn người nữa. Chậm ngủ. Chậm ngủ làm cái gì? Trong ngủ nó cũng bán phòng. Chết hả? Chết từ lúc nào mà tự. Bây giờ ai mà bán phòng hết? Ờ. Biết có cũng bán cái ổng ha. Ba người kêu đi coi tai gì đó là ổng ổng nói gì hào lắm. Trời nó đau bụng. Rồi bây giờ coi từ đây tới chiều nè. Thầy có tài đọc gì không, nói cho thầy nghe coi. Có ai chết chóc gì lại dứt không? Không có đâu. Từ đây tới chiều không ai dứt đâu. Để coi coi cái đúng không nha. À ừ. Dễ gì ha. Sao cũng được hả? Anh thấy tội nghiệp không không? Anh thấy tội nghiệp không không? Ông ở của mình không biết luôn à, mà ông có tiền không? Không biết luôn à, cái gì hỏi là ông nói mà tự nhiên thì nói. Bây giờ từ đây tới chiều có tài lộc không nè? Từ đây tới chiều cũng có tiền không? Có ai kêu ông đi tụng nó mà không? Không biết luôn. Nghe tàu mà ổng đi đâu, ổng ở nhà ổng thì đi tiếp ông già giá cỏ bò ăn á, với đi bẻ đu đủ, đi bẻ chuối. Giờ có nhiều khi đi giá phân ra ngủ cho ông ba ổng xịt nữa. Nói chung là trong nhà là ổng làm nhiều nhất mà cũng bị chửi nhiều nhất. Tại vì thứ hai là phải chịu hết không? Tiếng Anh bây giờ nó làm gì thì còn tiếng Anh bây giờ nó ở nhà nó làm đó. Nó nghe nè, khi nào quẩn xuống đây chơi xuống thầy chơi ha. Ông nhớ cái ngày đầu tiên mà ổng lên trên ông không? Dẫn ông lên đó gặp ông nó cười hoài lắm nhớ không? Thì đó ngày đầu tiên mà tôi gặp ông đó, tôi dẫn ông lên đó nhớ không? Rồi cái ông nhìn ông cười hoài đó. Ờ lúc trước ông nằm chỗ cái anh đó. Sao mặt ông buồn quá vậy? Cái mặt ông buồn quá vậy, ông biết cái gì không? Không biết. Chết rồi chờ. Mấy giết người. Chết được thầy thiên tàu mà. Chết ái cùng quần luôn. Chết ái cùng quần luôn hả thiên tàu. Chết được. Mới giết người. Thiên tàu hòn. Ông lát nữa ông ở trên đường ông cái gì ông mua đồ đóng ăn đi còn xuống mình chân chân đi để chút mua gà nướng không anh chút ra ông mua gà nướng cho con ăn lát lo ẩm gì chú là hy vọng ông lát lo cho ẩm giờ cầu mong sao trống hết tỉnh không biết sao để hết ờ quên có cái đứa nào mà chợ thuốc ai vậy đó, thuốc cái gì vậy? Chợ thuốc bà ngọt đó nè. Thấy thuốc tiểu đường. Bởi vì tiểu đường nó cho cái thuốc ờ quên còn cái clip ha. Cái ông già già trong trường đó đó trường đó ông nhiều cái cũng dặn đó mà ông người ta ủng hộ cũng vậy ha. Thì giống như lâu lâu chúng ta cho chị ừ giống như với cái người mà bị bắt giữ nhau vậy đó người đỡ cái này nè có lợi những người khác nha. Bữa đưa mười mấy có, triệu có đưa đó chị thấy đó để đi trị bệnh á ừ. Mà bữa giờ chưa có lợi quay nữa không biết làm sao nữa bữa giờ chưa có lợi bệnh viện cũng
quá vậy còn dễ dễ thương lắm. Đẹp trai hồi sau rồi. Đẹp trai nhất nhà luôn ha. Ông cười cho nó. Bữa đó ông kêu ông xuống vườn thú ông á, tôi cũng coi cái đó là lần đầu tiên. Ông nay bữa xuống vườn thú gặp má con á. Ông nay bả mập mà bả hiền lắm. Mình không thấy mà ông thấy á. Ông nói gì đúng rồi. Rồi cái ông tả, ông nói là má mà má tôi sao ông tả cho nghe đâu, phải mập giống như má ông không? Ông nói ừ. Mà bả hiền lắm, mặt bả giống như dễ thương lắm. Rồi hỏi có bà có trong nhà không? Không nói có. Nãy là ông gặp nữa đó. Rồi bà hỏi cà phê uống ngon không? Ông nói là bà lại bà hỏi cà phê uống ngon không? Không nói ngon. Có cần tao mới thấy, mình đâu cần tao thấy. Nhà ông thầy này có ai ở không? Nhà ông thầy này có ai ở với ông không? Ai thỏng á nè. Ừ. Ông không nói, ông nói người ta tổng như gian đạp cái đấy là chết queo. Nhà có con người ở không? Ừ. Thì bởi vì ông gắng cúng kiến thì có ông bà mình sẽ ở. Bởi vì ông phải cúng kiến thì giữ vô mới qua cái nghiệp cái phước được. Đó ông ấy cũng ở thấy chưa. Nhà tôi ông cũng nói đông dữ lắm đó. Mà ông ấy hỏi ông là người ta phù hộ cho mình hay người ta hại mình. Ông nói là người ta kéo thắt cho chúng ta. Thì lai gai lai gai vậy đó. Vậy là ông thầy này nè, ông không có làm ăn được đâu. Ông cũng người trong nhà chứ không phải không? Đó, ông bà ở không đó. Bây giờ mình tính cho thầy gì nè thầy? Bây giờ mình mua miếng cúng quyền mình thờ đây đi. Rồi giống như thầy thờ là cúng quyền thôi. Đừng có thờ Phật nữa. Giống như mình giái ông bà mình độ cho mình á. Không chịu không chịu thì tôi đứng miếng cúng quyền lại cho ông. Được, mua đầu mong nữa. Bây giờ mình đừng thờ ai hết trơn, mình thờ cúng quyền thôi. Là giống như ông bà của mình á. Ông làm cho con mừng á. Vậy nha. Đó ông nói về trong nhà ông đóng trong đó mà ông cúng cơm hết trơn. Vì giờ mình làm mình đứng miếng cúng quyền về đi. Rồi trở lại mình thờ đây nè. Vậy anh làm cái thuốc á. Vậy mà chịu không tâm đã ta nói nãy giờ ta nghĩ với ông không. Rồi không phải đâu, đường ngoài đúng lắm. Bữa ông thấy tôi đưa cái bản cúng quyền cho ông ba sẽ lôi không? Có đẹp không? Nó tôi thỉnh không giống gì đó. Rồi có đồng thờ ông bà mình đi. Không ở đây chứ trong nhà không có ông bà là khó làm ăn lắm. Mình phải kêu ông bà mình vậy cơ. Mấy cúng quyền nó đâu có hay gì cả. Tôi lo cho ông được. Mọi việc gì thì giao ông, tôi lo trước gì. Không mà tôi nói bây giờ nè, bây giờ cái bàn này nè em tính thờ cho cúng quyền cho ổng đi được không? Đặng ông bà gì ăn cơm được không? Mà được không? Mình thỉnh cái bàn cúng quyền cho ổng làm cho ổng thờ ông bà đó được không? Giống như giờ cho ông bà gì ăn cơm chứ giờ mình không có thờ ai hết trơn á, rồi ông bà không có về được đâu. Điện cơm á. Mình để cái bàn cúng quyền lên tặng cho ông cúng cúng quyền hàng ngày á. Được không? Được không? Ông thấy sao? Mình thử cái bản cúng quyền cho ông đi đâu cúng ông bà ổng. Hồi nào giờ ông chưa có bản cúng quyền. Là sao? Yếm thấy hả? Đúng rồi. Vậy là thờ nó tốt hay xấu? Bây giờ mình thỉnh cho bà cúng quyền cho ông là tốt hay xấu? Cho ông mà tốt không? Tốt, ông chưa về là tốt. Nó, thấy không? Bây giờ nếu mà ông thờ bà cúng quyền mà mấy ông với bà chịu về là ông làm ăn thôi thôi. Chứ ông hết bệnh nữa. Giống như mình tụng kinh cho cúng quyền mà nghe thôi. Mình khỏi thờ Phật nữa, thờ Phật thế mình bị nặng nề đó. Vậy hai nhất trí nha. Rồi hai giải quyết mà chờ thì chị ta đi đái không? Dạ dạ. Về hả? Chị xong rồi đó hả? Ờ. Chị về luôn thầy ơi. Kệ đi. Trời ơi, nghe tắm nha. Rồi. Nghĩ bữa nào khi tròn cũng cũng quyền tôi đi nha. Rồi. Sao nó không dựng một máy lên cho nó mát. Quá.
Sao rồi bữa nay trong mình có gì vui kể nghe coi. Sao bữa nay nhớ gì Đức Lương không? Bà biết tôi gạnh lắm. Sao bà biết sao? Bà biết tôi gạnh lắm, bà không có lên đi chơi. Bà không có thương gì trơn hả? Bà biết tôi gạnh lắm, bà không có lên đây đi chơi nữa. Vậy là bà biết anh hai gạnh luôn hả? Ừ. Tại bà không nói thôi phải không? Bà biết tôi gạnh lắm, bà không nói thôi chứ bà không có lên đây chơi nữa. Qua nay bà có điện về anh không? Không. Không hả? Rồi anh buồn không? Buồn không? Không hả? Bữa nay cái gì mà tư quá vậy? Cái mặt tư xanh luôn kìa. Nay mặt cười hoài luôn. Hồi sáng giờ ai mời anh đi đâu vậy? Hả? Hồi sáng mấy ông đó lỡ mời anh đi đâu vậy? Đi chùa. Đi chùa hả? Đi cúng đình. Đi cúng đình. Với đi chùa ông quá không? Rồi anh đi không? Cỡ hết vòng 5 năm đây có tiền mới được không? Là không có tiền không có đi phải không? Không có tiền không đi. Từ đây mà cho ta hết vòng 5 năm mới tiền đâu đi. Bữa nay hai vui quá. Vuốt tóc cho đẹp trai chút đây, lên mạng cho người ta nhìn qua hot boy chút đây. Sáng giờ có đi ra đồng tiếp ba. Sáng giờ có đi ra đồng tiếp ba. Đội cỏ. Đội cỏ. Bé đu đủ. Bé đu đủ hả? Giờ sáng giờ có uống cà phê chưa? Chưa. Chưa ly nào chưa hả? Đã dợt. Đã dợt. Con hồng á sao mà nó bị lựng bựng hoài là sao vậy anh hai? Không biết hả? Anh hai bữa nay nhìn tư tỉnh có cái gì rồi? Chúc em chở anh đi uống cà phê anh đi không? Đi. Đi phải không? Vậy chút mình đi qua bển uống đá vợt đi rồi xong cái tắm rửa cái em chở anh đi ha. Ha, chịu không? Vui không đi, đi vui không? Vui. Bữa nay là chở đi vòng vòng luôn đó. Hôm bữa là anh nói đi uống cà phê mà không chở vòng vòng, bữa nay là chở đi vòng vòng luôn. Nói nghe nè, bữa nay có gì muốn nói với em không? Dạ. Bữa nay có gì muốn nói không? Muốn nói với tôi nè, có gì muốn nói không? Tiền đâu nói. Tiền đâu nói, không có tiền mà không có nói. Không, không có tiền nói bị la phải không? Ừ, bị la, la hoài. Ừ, ai la anh? Dạ. Ai la? Ai dám la hai mướt? Anh hai anh la hoài, cái thứ không tiền này á. Ảnh mằn khổ lắm, anh la hoài. Ừ, anh hai mướt hả? Anh hai mướt la không hả? Vậy bây giờ trong người ông là ai? Không biết luôn hả? Dạ trời, hai mướn là khó quá à. Chắc kêu bà Năm đánh đòn ổng mới được. Kêu bà Năm lấy chổi quất ổng vô đít ổng mới được. Hai mướn thấy gì mà ổng khó quá ta. Không tiền cho ổng chữ ta. Không tiền ngủ đúng không phê là chữ liền.